Do các bạn hỏi mua nhiều quá cho nên hôm nay là mình sẽ chiết cái cây này để cho các bạn. Nói chung là cũng không muốn bán đâu, nhưng mà các bạn cứ hỏi mua ấy, biết làm nào được. Chiết rất là đơn giản. Có một bạn dạy mình đó là không cần phải cạo vỏ, chỉ cần chiết như này, đặt bầu ở đây, ẩm nó khác ra rễ. Ra rễ ở cái phần đây này, cái phần đốt này. Tất cả các đốt đều có thể chiết được hết. Nhưng mà đây thân chính này mình sẽ để. Thân chính là để quả mà ăn chứ, quả này ngọt lịm. Nói chung là có cái vị đặc trưng của cái dòng này. Nhưng mà nó ngon, quả này gần chín đấy. Mưa này không biết là mấy bữa nữa nó có lít toác nào. Như này là có thể chiết được nhiều đoạn lắm này. Tùy nếu mà các bạn muốn lấy cành mà có quả ấy, thì mình sẽ để luôn. Ví dụ như cành này, mình có thể chiết trực tiếp ở đây, hoặc là ở đây. Tùy. Nói chung là sẽ chiết được rất nhiều đoạn. Nếu mà bạn muốn lấy cả ấy, thì mình sẽ chiết luôn ở dưới này. Nhưng mà mình sợ dài như này là bên ship hàng họ không nhận. Này là quá 1m2 rồi này. Cây này thì chiết không... Cây không to nên chiết không được nhiều đâu. Đây có mấy cái cành tăm nhỏ nhỏ thôi. 4 cành. Đây là măng tây của mình. Măng tây có vài cây ở đằng này đâu. Đây là mình trồng đợt sau đấy. Chứ còn giống của mình, vườn của mình nhà mình trồng phía bên kia cơ. Thấy cái chỗ này nó trông quá nên mình trồng ở cho nó đỡ trống.